Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bim bim khoai tây. Nguyên liệu của bim bim khoai tây gồm có muối và khoai tây. Trước tiên là ta cho nửa muỗng cà phê muối vào trong cái thau này. Và mình quậy lên cho nó tan. Và mình gọt gọt khoai tây. Và khoai tây này mình đã rửa rồi. Mình gọt thì mình đè con dao này xuống thì cái vỏ sẽ mỏng hơn. Bây giờ mình gọt khoai tây xong rồi, ta bắt đầu bào khoai tây và mình bào thật mỏng. Mình đè cái tay xuống như vậy cho nó mỏng. Đó, mình đè con dao xuống. Nếu mình có con dao răng cưa thì mình làm nó đẹp, mà mình không có răng cưa cho nên mình bào bằng cái bào này. Và nó còn mỏng mỏng thì ta để tay như vậy. Đó, ta để như vậy nó dễ bào. Và mình ngâm trong 5 phút thôi để cho khoai tây nó khỏi thâm. Bây giờ mình ngâm khoai tây được 5 phút rồi, ta bắt đầu vớt khoai tây ra cái rổ. Mình làm ít thôi, tại vì nhà mình không có ai ăn hết cho nên mình làm một củ khoai tây thôi. Và mình cũng ngâm để trên cái nồi nước nóng để cho khoai tây nó mau ráo. Đó, mình để nồi nước nóng thì khoai tây nó sẽ mau ráo. Và mình để cho nó ráo thì mình chiên thì dầu nó không có bị văng. Đó, mình để trong cái nồi nước nóng này. Nó bốc hơi thì nó sẽ mau ráo khoai tây. Và mình cũng dùng giấy thấm dầu mình thấm để cho khoai tây nó mau ráo nước. Đó, mình thấm khoai tây nó sẽ mau ráo nước, mình chiên nó không có bị văng. Bây giờ khoai tây của mình đã ráo nước rồi, ta bắt đầu đi chiên khoai tây. Bây giờ mình đã chuẩn bị một chảo dầu nóng rồi, ta bắt đầu đi chiên khoai tây. Để dầu nó nước nó ráo rồi thì nó ít cái văng lắm. Đây vẫn còn nhưng mà cũng còn ít thôi cho nên ít văng. Và mình để lửa nhỏ để cho khoai tây nó vàng, nó giòn.
mình chiên nó rộng rộng như vậy nè để cho nó lật lật nó dễ. Và mình để lửa nhỏ. Và mình cũng chuẩn bị giấy thấm dầu. Mình bào khoai tây mỏng chừng nào thì khoai tây sẽ giòn chừng đấy. Và mình để lửa nhỏ thôi chứ mình để lửa to thì nó sẽ không có giòn. Mình có thể bào khoai tây xong rồi mình phơi nó khô khô á, mình phơi mình chiên thì nó mau mà sẽ giòn. Mình có thể phơi trong tủ lạnh cũng được. Mình bỏ trong ngăn mát thì nó sẽ khô. Còn mình bỏ ra ngoài nắng thì mình sợ nó bụi. Mình bỏ trong ngăn mát tủ lạnh thì khoai tây nó cũng khô lắm. Và nó sạch sẽ. Mình vớt thử một miếng xem mà nó đã giòn chưa. Và mình để nguội một xíu thì nó mới giòn được, chứ nếu mà nó đang nóng thì nó không thể nào giòn được. Và mình để nguội tự nhiên chứ mình đừng để quạt, nếu mình để quạt thì nó sẽ bị ỉu. Và những miếng khoai tây của mình đã vàng rồi, ta vớt ra và ta cũng thảo từ từ. Cái khoai tây của mình nó khô nước này cho nên là nó ít có bắn lắm. Nếu mình có thời gian thì mình phơi nó lâu một tí, hay là ta để trong tủ lạnh cho thật ráo nước, người ta chiên thì nó rất nhanh và nó mau giòn mà lại không có bắn nữa. Và miếng nào mà nó vàng thì mình vớt ra. Miếng nào mà mình khoai tây nó vàng rồi mình vớt ra. Và bây giờ thì mình đã có một dĩa bim bim khoai tây. Hồi nãy mình bỏ ra cái dĩa thấm dầu này, bây giờ mình bỏ qua cái dĩa này cho nó rất là khô. Nãy mình thấm dầu ra cái giấy này, xong rồi mình bỏ qua cái dĩa này. Đây là bim bim khoai tây. Mình chiên lửa nhỏ. Và mình để cho khô dầu, khô ráo nước mình chiên thì nó không có bị văng. Và mình chiên lửa nhỏ thì nó sẽ giòn. Bây giờ mình ăn thử. Đây là mình chấm tương ớt. Rất là giòn.
Vậy là ta đã hoàn thành bim bim khoai tây. Mình chiên cái này mình chiên trắng, còn mình cái này mình chiên hơi vàng một tí. Rất là giòn. Đó, mình nhai cho mọi người nhìn thấy là giòn lắm. Vậy là ta đã hoàn thành bim bim khoai tây. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Và mình ngâm khoai tây thì mình ngâm khoảng 5 phút thôi, mình đừng ngâm lâu. Ngâm lâu thì khoai tây mình sẽ bị nhạt đi. Và mình chiên xong thì mình phải để nguội nó mới giòn, chứ mình để nóng thì nó không có giòn. Và khi mà mình muốn cất đi thì mình phải để thật nguội. Nguội thật nguội, nguội lạnh thì mình hẵng bỏ trong cái bịch ni lông hay là bỏ trong cái hũ. Chứ nếu mà hơi còn ấm ấm mình bỏ trong hũ hay trong bịch ni lông thì nó sẽ bị yếu. Và mình bỏ trong ngăn mát tủ lạnh thì rất giòn. Mình cứ để như vậy này, để ngăn mát tủ lạnh rất giòn.